Xin chào anh em nha. Mình vừa mới về được một ít sample đậu lâu thì mình làm video mình chia sẻ với anh em tiếp đây. Thì đợt này chỉ có hai vị nha nè. Nó có vị trái cây nữa nhưng mà vị trái cây do đáp nó gần. Có lại cái vị trái cây uống không ngon bằng vị này là vị cam với lại vị cam cam xoài với lại vị dưa hấu. Thì hai vị này nó cũng khá là ngon. Mà ngon vị trái cây nhiều. Thì để mình mở cho anh em xem nha. Đây. Thì về cũng không được nhiều lắm nha nè. Đây nha anh em, cái này là vị dưa hấu nè. Watermelon. À cái rì này tuy là nó không có bằng cái hàng Duck David nhưng mà uống rất là ok nha anh em. Tại vì một bịch này thì nó cũng khoảng một liều rưỡi so với lại cái hộp khoảng một muỗng rưỡi anh em, khoảng một muỗng rưỡi. Để mình coi có cái gì nữa đây. Hình như nó có mấy gói chanh nữa nè. Cái này táo. À cái vị táo này thì mình không có đặt vị táo này đâu nhưng mà chắc là vì nó bỏ cho đủ anh em, bỏ vào cho đủ. Rồi cái vị táo này uống rất là dở anh em ơi. Vị táo này nè. Cái mùi nó uống giống như mùi bổ xích đó. Thì cái này mình chia sẻ thật với anh em để anh em nào mà muốn trải nghiệm thì có thể mua về thử. Chứ mình thì mình uống rồi mình cảm thấy nó không có ngon, với lại nó hơi hăng hăng giống mùi bổ xích đó. Anh em biết cái con bổ xích là gì? Đáp là tháng 1 2024 nha. Còn cái này là vị cam xoài. Cam xoài uống ngon lắm nha anh em. Thì nay nó chỉ có bao nhiêu đây vị thì mình lấy bao nhiêu đây thôi. Tại vì nó có vị trái cây nữa nhưng mà vị trái cây uống không có ngon, với lại nó gần hết đáp đó nãy mình nói rồi đó. Thì có một ít thì anh em nào cần có liên hệ mình thì mình sẽ tư vấn anh em nha. Với lại tuy là nó không có bằng hàng Duck David nhưng mà anh em muốn cái này á nó sẽ cho mình cái cảm giác mà tê dưới da, anh em bị ngứa ngứa dưới da. Còn Duck David thì nó không có ngứa. Cái hàng Duck David nó khác với những cái loại rượu cao khác là như vậy. Mặc dù là betanolin nó cao đó nhưng mà nó lại không ngứa. Còn cái hàng này betanolin thì một liều mình nhớ như là 1.5 á, nhưng mà nó lại ngứa. Uống thì cái cảm giác ngứa, anh em nào mà thích ngứa thì mình chơi cái này, còn anh em nào không thích ngứa thì xài Duck David vậy thôi đó. Chỉ có cái này á thì cái mùi như mùi bổ xích á, uống nó rất là dở anh em ơi. Thì anh em nào thích thì có thể trải nghiệm thử một gói xem coi nó dở cỡ nào, coi là mình nói có đúng hay không nha. Thì nay chỉ làm video ngắn mình chia sẻ với anh em vậy thôi. Nên anh em nào mà cần đặt hàng hay là muốn ủng hộ mình thì cứ liên hệ nhắn tin trực tiếp với mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Xin chào tạm biệt anh em.